Hello, xin chào mừng các bạn đã kênh Ngọc Quang Vlog của mình ngày hôm nay. Rồi đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian clip và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ 6, ngày 25 tháng 4 tháng 5 năm 2022 các bạn. Đó, ngày nay là mình đi mua bò, bắt tông thấy là được 5 con. Đó, thì nói chung là trời thì không có mưa các bạn. Đó, nhưng mà mình bắt được bay sách cao vèo, hoặc là đủ loại mèo luôn. Nên em còn nghe này là đủ loại mèo luôn, mèo nào cũng có. Đó, với lại là một em siêu phẩm rồi các bạn. Sản phẩm này phải gọi là nhức nách, nó chưa tới 10 triệu các bạn, chưa tới 9 triệu luôn, hàng nhẹ nhẹ luôn mà đọc phối đàng hoàng này. Bây giờ mình quay chi tiết từng con báo giá công khai luôn cho các bạn tham khảo, thì ai ưng con nào thì có liên hệ với mình. Rồi bắt đầu vào nội dung chính của mình nha các bạn. Đó là ngày nay là mình bắt được tổng thể là 5 con. Đó, thì nói chung là bầy sắc cầu vàng rồi các bạn biết rồi, đủ là mèo. Mèo gì cũng có, đen trắng vàng đỏ. Đó, con này là con mèo trắng, con này con man nha các bạn. Đầu cũng mít nhá. Mèo con này mèo móc kim nhưng cũng phải màu trắng. Mà chủ đạo là màu trắng. Nhưng mà được cái cấp mình là dây. Đó. Đầu kéo liền yếm này. Bốn vũ điều này. Chân cánh nó to. Đó. Con này là cao 1m25. Khâu đuôi bự này. Bộ đẻ tốt. Rồi. Đó, thì con này nó hơi xấu tí các bạn, là nó bị xuất cái chùm lông, uống có kiểm gai các bạn, xuất chùm lông, cho đuôi là vẫn còn nguyên, chưa không có đứt đuôi. Cổ của em này, xe tết đồ nghi hết. Đó, con này mình báo giá công khai là 18 triệu 500 ngàn. Con màu trắng này. Chân cánh nó to, cấp mình khảo dài. Đó, man là điều đếm cái mèo một kim. Man luôn các bạn. Đó. Đầu trụ lưới, sẽ mặt hai sấy, sẽ lưng một sấy. Đầu đen, và khối đen ạ. Viền dạng. Đó. Chân cánh nó to. Đầu kêu liền yếm này. Rồi bốn vú. Con này cũng cao 1m25 luôn. Con này thì bán nói chung sát sát thì chút các bạn. À, con này báo giá công khai là 15 triệu 500 ngàn. Cao dài, có sát, còn điều hơi gân gân bò. Đó, xấu xấu, giá nhẹ nhẹ. Thì tới 14 triệu rồi các bạn. Đó, dài, cao dài. Đó, giá 15 triệu 500 ngàn. Yếm màu dày. Nói chung là chuyện nào cũng nói thôi các bạn. Sát ở đây mà giá nó sát sát thì thôi. Mùa đĩa đâu tốt, chân đầu hở đây. Ốm ốm. To bò mà nhẹ tiền. Đó, đầu trụi. Giá 15 triệu 500 ngàn. Nghe cái đám ăn này. Đủ mèo luôn. Và tiếp tục lại về các bạn. Đó, sáng là bắt được 2 con rồi. Bây giờ thì về tiếp 3 con nữa. Đó, xe dây vào đổ bò xuống rồi. Qua cho bạn xem. Đó thì hai mèo đã quay rồi, màu trắng màu đen. Đó bây giờ tiếp tới màu đỏ các bạn. Nói chung là hồi nay là mình cho đủ loại mèo luôn, tương đủ tường. Đó con nghe cái sim này. Đó, cũng dài nghe rồi các bạn, cũng 10 tháng rồi đó, cao khoảng 1m2. Ăn uống thì cực kỳ tốt rồi, già bò rồi. Đó con này thì dày dày. À, yếm này, dầu kéo liền yếm này. À, con này được 5 vú nha các bạn. 4 anh em, 5 vú. À 4 vú. Coi thử coi. Rồi, 4 vú các bạn. À, con này 4 vú. Chân cẳng to. Cấp lai nặng nờ. Cao dài đòn. Bộ đĩa đồ tốt, xương chậu được hở. Không mập nha các bạn, không được mập lắm, ốm ốm. Cho mẹ uống là tốt. Ở nhà nuôi khô khổ hay ốm ốm. Chân cẳng đồ to. Lưng đồ thẳng, sẽ tết đồ nghiêm. Đó. Dài bò. Đó. Con này mập lên đẹp lắm này các bạn. Đó, là sim. Rồi, thì con nghé này, mình báo giá công khai là 14 triệu 500 ngàn. Đó, con nghé cái sim này.
Đó, giá 14.500.000. Quay thật xa luôn cho các bạn xem. 10 tháng nha các bạn, nghe này còn có 10 tháng. Đỏ đẹp, xây tích đồ nghiêm hết, lự đen. Đó, giá chỉ có 14.500.000 thôi. Chiếc vốn mà nhị lời, nhanh lời, cứ mập lên là lời thôi các bạn. Đó. Cổ đồ thẳng tốt lắm các bạn. Lưng đồ thẳng, xây tích đồ nghiêm hết. Giá 14.500.000. Đó, còn nghe cái sim này. Tiếp theo. Anh quýt nhảy các bạn. Đó mà đọc như bò phối không? Dày dặn. Cổ đơ luôn, cổ muốn đơ luôn. Đó các bạn nhìn những yếm này. Đó. Chân cánh này. Đó. Con này là nem vú nha các bạn. Đó. Cao 1.1. Con đuôi bự. Đây bộ đéo đây. Đó, mới vô dài các bạn, mới vô dài thật thì luôn. Còn hơi sợ nhưng mà nó mới vô dài. Đó. Dày dặn. Nhỏ nghe, không được nhỏ, nhỏ ý là không to lắm mà cũng không nhỏ lắm. Cũng già nghe đâu, sẽ bị tháng nghe đâu, bị tháng cứng à. Đó. Gì không à, con này gì không? Con này con gì không? Con nhỏ cái cũng gì. Đó. Con này thì dày dặn, cao dài. Dày bò. Đó. Rồi, thì con nghe này mình báo giá công khai là 14.500.000 luôn. Đó, một kẹp. Đồng giá 14.500.000, một con sim, một con anh quýt nhảy. Nhưng mà con nhỏ này là dây các bạn. Con sim, con anh quýt này là dây. Đó, hai con. Đó. Con này nem vú nha các bạn. Tiếp theo các bạn. Đó, bò này mình lấy tinh ở bên nước ngoài về này các bạn. Đó, anh quýt. Có cột chụp giật mạch rồi. Đó, con này thì cho các bạn biết được là nó bị mồ côi mẹ từ nhỏ các bạn. Đó, mới lột lòng mẹ ra là đã, mẹ đã, nói chung là mẹ bị bắt háng các bạn, đứng chuồng bị bắt háng nên con mẹ nó bị hy sinh rồi. Đó, còn siêu phẩm đây. Đó, da bò rồi, gần 5 tháng rồi các bạn, ăn uống cứng rồi, không có ù phà gì nữa hết. Giá thì cái mini thôi, nó giá có 8.500.000. Đó, ai chờ hàng siêu phẩm, hàng độc nhất vô nhị đây. Đó, thì liên hệ với mình. Đó, mua bò mấy năm nay đâu là cái ông này là nhẹ tiền nhất thôi các bạn, 8.500.000. Và cô điện cho bà bán con bò, nói bò siêu phẩm, con đẹp lắm, độc lắm, dắt xe chạy muốn chết luôn, chạy gần 6-7 cây số các bạn, chạy hết cả số luôn, rồi vô thấy con bò mất hồn. Nhưng mà cô chú cũng nhiệt tình đó, tao này phải xem video được thử bán bao nhiêu. Mua cô chú 8 triệu gì bán 8.500.000. Đó, hàng nhỏ nhỏ mini, chưa tới 10 triệu các bạn, rất là rẻ. Đó, và các bạn nuôi chỉ mập lên là đó, con này cao chắc chưa 8 mét, còn nhỏ lắm các bạn. Chứ mà già rồi không có ăn, không có bù phài nữa. Anh các bạn thấy là hàm này ăn gưa anh quýt phối đàng hoàng. Đó, ai ít dốt mà còn có bò nuôi đây, nó là các bạn nhẹ tiền, rất là nhẹ, có 8.500.000 thôi. Cũng như bò hũ bên các bạn, giờ cứ nuôi mập lên là có lời. Đó, nuôi tháng 2 tháng quốc 2-3 cám như là mập ú tét lên là có lời. Đó, giờ nó mang trong mình nó thịt cũng được 5 triệu rồi các bạn. Đó, nhỏ nhỏ chân xinh, ăn uống tốt lắm. Đó, do mình thấy cái đường ăn nó tốt cỡ này mình vét này các bạn. Đó, ít tiền, nhẹ vốn, nuôi nhanh lò. Đó, nó không có thứ gì bằng lò, bằng thứ đây các bạn. Mập lên là lò. Đó, 8.500.000. Có một con bò về nuôi tao. Cũng như bò hũ bên các bạn, giá nhẹ nhàng. Ngày bỏ cho nó 50.000. Đấy, vậy đó. Cục lại lắc là lò liền. Con này nuôi tao phát là lò dữ lắm các bạn. Đó, rồi, ngày nay là tổng quan là được 5 con. Đó, thì ai có nhu cầu mua con nào thì liên hệ với mình. Nói chung là đủ màu sắc. 2 màu đỏ, 3 màu đỏ. Đó, màu trắng, màu đen. Nó muốn thành 7 sắc cầu vàng màu các bạn, nhưng mà chưa được. Chưa được 7 sắc. Đó, con kia thì 14 nem. Xim 14 nem. Con này 8.500.000. Đó. Hôm nay là 14.500.000 luôn. Dày lắm các bạn, à, nhỏ mà dày dày không. Đó, giá 14.500.000. Con anh quýt đây. Giá mini luôn. Dày dày nghe. Đẹp nghe. Các bạn nhìn nước ăn hàng nghe tốt quá. Đó, giờ đói bỏ cỏ đốt liền, theo ngàn luôn. Đó, hai con. 8.500.000 và 14.500.000. Thật có 20 mấy triệu thôi. Có một kẹp nghe gầy liền. Không được ngon cái chứ còn gút thả bài bòi giờ là có lo này bạn, cần như đâu bạn già dạ, dạ. Đó thì tổng quan những siêu phẩm của mình đã xem 5 con
Thì ai ưng con nào thì cứ liên hệ với mình, lớn tiền có, nhỏ tiền có, trong cùng có, chút xíu tiền cũng có. Đấy, chưa tới 10 triệu rồi có một con bò nuôi rồi các bạn. Con nghĩ già bò em cũng tốt rồi, anh cám gốm lắm các bạn, nhỏ nhỏ mà anh cám gốm lắm. Giờ đỡ báo cáo cho là quốc tránh tay được rồi. Rồi nói chung là video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi bye các bạn.